Xin chào anh em. Hôm nay Kplus.vn này tiếp tục nâng cấp một chiếc màn hình Cova T1. Cova T1 cho một chiếc Civic đời 2008. Đấy. Thì hiện tại bên em Kplus đã về cái dòng dưỡng chìm. Đấy. Trước kia thì nó dòng Civic này nó sẽ lắp một cái dòng dưỡng 10 thì nó sẽ nhô lên như này. Một số bác tài thì sẽ không đưa cái dòng dưỡng như thế vì nhìn trông nó rất là thô. Đấy. Thì tại bên em đã về cái dòng dưỡng 9 inch. Đấy. Dưỡng chìm phía bên trong mà nhìn rất là đẹp. Đấy. Đây là chiếc màn hình Cova T1. Đấy, do Zetec phân phối. Và đây là cái thẻ cào, thẻ chính hãng này. Khi em đã đặt xong cái dòng sản phẩm này thì em sẽ kích hoạt bảo hành điện tử. Đấy. Cho dòng sản phẩm. Đây là cái giao diện sản phẩm này. Đấy. Đây nhá, giao diện sản phẩm Cova T1 này, anh em nhìn này. Chất lượng màn hình rất là trong sáng và đẹp nhá. Về độ nhạy này, rất nhạy luôn này. Đấy. Hiện tại thì dòng Civic này của anh ấy thì đang là cái dòng mặt thiếu nên là sẽ không có khiển vô lăng. Nên là mỗi một lần thao tác thì các chủ sẽ phải thao tác vào cái điều khiển của nó, Cova này, ví dụ này, như em này. Mở radio. Đấy. Cũng rất là tiện các bạn. Điều khiển mọi thứ nhanh quá nhá. Đấy. Mở camera hành trình. Đấy, ngay tức mở camera hành trình cho các bác. Camera hành trình thì có sẵn cảnh báo sai làn và va chạm. Đấy, tích hợp. Các bác muốn xem lại thì các bác kích vào phần dưới. Đấy, phần phát lại. Đây là cái phần phát lại của video. Đấy, rất là tiện. Đây nhá, phát lại của video nhá. À, các video thì đều có cái hiển thị tốc độ này. Đây là cái cảnh báo sai làn và va chạm. Nếu mà các bác trong quá trình mà đi di chuyển trong các khu vực phố mà nó có cảnh báo thì các bác có thể tắt đi. Đấy, tắt thì tắt như này các bác nhá. Đấy. Đấy, thu nhỏ này. Thu nhỏ này. Đây, thu nhỏ này. Chế độ thu nhỏ này. Đấy. Thích hai cái thì sẽ to màn hình này. Đấy, rất là đơn giản và tiện dụng này. Đấy. Camera hành trình thì nắp rất là nhỏ gọn ở phía bên trên này. Đấy, không hạn chế với cái tầm nhìn lái xe của các bác này. Đấy. Về thẩm mỹ rất là cao. Phía bên dưới này. Em có thể mở dẫn đường, các cái kênh dẫn đường này. Dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình. Đấy. Chỉ cần một câu lệnh rất đơn giản thôi thì ngay lập tức nó sẽ dẫn đường cho các bác đến sân vận động Mỹ Đình nhé. Hiện tại em đang ở số 46 Ngọc Hà. Đấy. 46 Ngọc Hà nó sẽ dẫn đường đến sân vận động Mỹ Đình. Thì cái dòng Cova T1 nó đã có sẵn cái Việt Bắc M1 chính hãng. Đấy. Khi bác dùng cái bản đồ này thì nó sẽ có hỗ trợ là cảnh báo tốc độ này. Đấy, một tốc độ biệt bảng các thứ là sẽ hỗ trợ các bác với các bác tài mà mới lái xe những cung đường mà lạ cái biển này. Nhưng mà khi mà trong cái quá trình mà khi các bác dẫn đường đến cái lộ trình đến rồi ấy thì các bác vui lòng là hỗ trợ giúp em tắt cái lộ trình ấy đi. Đấy, thoát ra đi. Đồng ý. Như vậy thì cái lộ trình nó sẽ mất nhá. Còn nếu mà các bác đến rồi mà các bác không thoát lộ trình ấy thì nó sẽ vẫn tiếp tục yêu cầu các bác dẫn đường cho các bác đến cái địa chỉ mà các bác đã cài đặt sẵn. Đấy, có thể dẫn đường tới bằng Google này. Dẫn đường tới Hồ Tây bằng Google. Đấy. Thì ngay lập tức sẽ dẫn đường cho các bác bằng Google. Riêng cái dòng sản phẩm Cova này thì có cài đặt sẵn cho các bác là 3 bản đồ. 3 bản đồ trên thị trường là Google, Navitel và Vietmap. Đấy. Nếu các bác tài mà muốn dẫn đường chính xác và cái quãng đường ngắn nhất, các bác có thể sử dụng cái phần bản đồ Google. Em nót lần đầu nên nó sẽ hơi lâu một chút. Đấy. Đây là cái giao diện của Google này. Đấy, dẫn đường cho các bác này, đi đường này. Đấy. Khi các bác dẫn đường của Google xong thì cái việc thoát của Google nó sẽ đơn giản hơn cái việc thoát của Vietmap nhé. Các bác chỉ cần trở về giao diện chính và các bác có thể vào đây vuốt cái bản đồ đi hoặc tích nó đi nên nó hết. Đấy, rất đơn giản. Em có thể mở bài nhạc này. Mở nhạc sàn remix mới nhất. Đấy, thì ngay lập tức chuyển nhạc sàn remix này. Và một cái thao tác rất đơn giản. Đấy, tăng giảm lượng này. Cái dòng sản phẩm này Cova này có một cái điều rất là hay ấy. Là ở trong cái phân khúc tầm trung mà nó đã có hỗ trợ cái equalizer chỉnh âm thanh rất là sâu. Đấy, đây là phía equalizer.
đấy, nó có cái phần user người dùng, tức là mình có thể code và tùy chỉnh theo cái thẩm âm và cái âm nhạc theo cái tai nghe của mình. Một số các dòng phân khúc giá rẻ ở cái trung tâm này thì nó sẽ không có phần user nhé, nó chỉ có cái phần mặc định như này thôi. Đấy, nên là để mà tìm ra được cái chất lượng và cái cấu hình âm thanh mình mong muốn thì là sẽ không có. Phía trong rất là sâu này, các bác có thể chỉnh này. Đấy, em đánh giá rất cao về cái phần chỉnh âm thanh của Cova. Đấy, ngoài ra thì có phần cái chỉnh về bass check thì các bác có thể điều chỉnh phía trong này nhé, các bác nhé. Đấy, đây là chính là các bác có thể mở VTV này. Mở VTV 1. Đấy, chỉ cần một cấu lệnh rất là đơn giản thôi, các bác có thể xem ngay được các cái kênh VTV. Đấy, cập nhật rất đơn giản luôn. Đấy, đấy. Mở VTV 3. Đấy, các bác mà di chuyển mà có cái kênh VTV này hỗ trợ cho các bác cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Đấy, qua và các bác xác định bên trong rồi. Có cả cái định vị Z-Tech của cái thứ đầy đủ và có cả kết nối nằm thoại rảnh tay ở phía trên này nhá các bác nhá. Đấy, âm thanh radio thì cũng rất là chuẩn luôn này, và to lên này, không bị rè nhá các bác nhá. Đấy, Tiên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều kênh có cài sẵn lên đây rồi các bác nhé. Em cảm ơn các bác nhé. Các bác mà có nhu cầu mà nâng cấp cái màn hình Android cho xe ô tô ấy, và nhất là cái dòng Cova này, thì bên em kplus.vn là cái đại lý chính hãng của Cova Z-Tech. Đấy, nâng cấp và lắp đặt hoàn thiện cho các bác và bảo hành chính hãng. Và cảm ơn các bác đã theo dõi kênh và ủng hộ bên em, thì các bác vui lòng like và subscribe phía bên dưới nhé. Cảm ơn, chào các bác nhé.